的鞋，给了我怕光的眼，同失落是亮的，是暖的，我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情似山执着，我不为这世间众生如何待我，冲破挣脱何以变成些善恶，Trường Nguyệt Tận Minh. Tập 32. Diệp Tịch Vũ. Là nàng sao? Xin hỏi cô trưởng môn có từng nghe nói đến một nữ tử tên Diệp Tịch Vũ không? Hình như trong tiên môn chúng ta cũng chưa từng nghe nói đến người này. Cô ấy là đệ tử của Hành Dương Tông chúng ta ư? Tịch Vũ không cha không mẹ, thậm chí còn không phải là người bình thường. Suốt cuộc nàng là Diệp Tịch Vũ thật hay là Như Tiêu Lẫm giả? Vị tiên hữu này, Quynh nhận nhầm người rồi. Ta không quen Quynh. Thank you.
Được rồi, đã kể xong rồi, chúng ta đi tìm Tiêu Lẫm thôi. Được.